Sao lại có một viên gạch rơi đây nhỉ? Nào. Sao có một viên gạch rơi đây? Nghĩa là có phải trộm không ấy? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới chi kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được ghi một cái thước phim thì cũng khá là muộn rồi. Và hôm nay thì cháu được sẽ đi ra bên chỗ mà hôm nọ cháu được có đổ vật liệu ấy, xem là về đêm để mà xem vật liệu một chút. Bây giờ thì hiện tại là trời còn đang mưa một chút. Đấy, cũng nhà chỗ mà hôm nọ cháu được đổ vật liệu của bác đúng cách là cái chỗ mà cháu được đang ở thì cũng khá là gần thôi, sau đó độ tầm là 3 đến 4 cây thôi, cho nên là cháu được sẽ chịu khó đi xem một chút. Đấy là cả những cái công sức và cả những cái giọt mồ hôi của các bác cảnh người tặng tới cho hai ông cháu, để cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà. Sơ sẩy một cái là mất 1-2 cái viên gạch, là mất đi rất là nhiều thứ luôn các bác. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu được đi ra bên kia một chút các bác nhé. Đang mưa phùn các bác, cũng không mưa to đấy đâu, chắc là phải đội cả áo mưa đi thì mình mới được rồi. Chiều hôm nay thì mấy anh em nội thợ có chở gạch đi một chút rồi các bác ạ. Xong đó thì do là thời tiết không ủng hộ nên là mấy anh em thợ lại không có chở được. Thì đến tối nay không chở hết thì cháu Lực phải đi xem gạch và xem buổi tối đi thỉnh thoảng. Buổi tối đi đêm mà cháu Lực phải đi xem gạch một chút. Đấy, cái mũ đấy. Nhân lấy mũ không? Có. Giờ kia chắc là bị tầm độ mấy tiếng rồi thì giờ đứng đây. Trên xá thì có vẻ như là hàng xóm thì ai cũng ngủ hết rồi các bác. Hôm nay là sáng ngày mai thì sẽ là ngày chợ thế này các bác này. Đây thế này thì trên xá lúc thì là ngày chợ phiên, là sẽ vào rơi vào tầm độ là chủ nhật là chợ một lần. Hôm nay nếu mà thời tiết mà ủng hộ thì mấy anh em thợ là có thể là chở được hết rồi các bác. Nói với cháu Lực là chở là được nếu mà được 7 phần thì là đi 1 phần rồi, đi tầm được chở được tầm độ 1.000 viên gạch rồi. Rất là nhiều nước.
như thế này mà không đi xem gạch là có thể là dẫn đến là bị mất đấy cô bác. Mà người ta đi chúng mình cũng đã làm mà một cái lều là ngủ đấy rồi. Thì em Quân với lại ông Sò thì có ngủ lại ở đấy. Tại tối nay thì ông thì cũng không có gửi được bé Mạnh nữa, thì ra là ông cũng không có lên được. Còn em Quân thì hiện tại là ở nhà có việc ấy, thì ra là em cũng không có lên được mấy các bác. Gạch thì hôm qua là vào hôm đầu tiên, cho nên là tối qua là chúng mình cùng chúng lực cho em Quân với lại ông Sò là sẽ ngủ lại. Các bác tin tưởng và gửi những tấm lòng vàng của các bác tới cho cháu Lực để mà cháu Lực thực hiện ngôi nhà cho hai ông cháu, thì không cháu Lực mà đêm mà cứ ở nhà nó không để ý, gọi là không chạy ra xem, thì có thể là hôm đầu thì người ta chưa dò ngó, và hôm thứ hai thì có thể là người ta nhòm ngó xem là buổi tối thì có ai vào không. Gạch này thì nếu mà bây giờ để mà để đấy tầm độ một tuần mà thời tiết mà cứ mưa như này cô bác này, cứ mưa như này là một tuần là có thể là dẫn đến việc là bị mất rất là dễ dàng. Người ta cũng không lấy được nhiều đấy, nhưng mà mất đi một hai viên thì cũng mất đi những cái giọt mồ hôi công sức của các bác gửi tới cho hai ông cháu. Một viên gạch mà lên tới trên chỗ nhà hai ông cháu thì cũng không phải là ít tiền. Một viên gạch cũng rơi vào tầm là gần vào 2.000 rồi, 2.000 đồng một viên rồi đấy cô bác. Đây, bây giờ thì đến chỗ đường và sẽ đi xuống nhà của được đổ vật liệu rồi. Cái con đường ở trên này cô bác này thì bây giờ là người ta đang mở làm con đường lớn hơn, nên là đất ở chỗ này thì cũng khá là đắt. Chỗ này đi xuống là chỉ có vừa gọi là một cái ô tô đi qua đây cô bác ạ. Như nếu mà một con ô tô mà đi vào đây là xe máy là cũng không có để mà tránh được, xe máy phải dừng lại thì mới đi được. Chỗ này thì bây giờ đang rất là hẻo lánh quá này, chỗ này thì nếu mà để đi một mình thì cũng khá là sợ đấy quá. Đấy, hiện tại thì vẫn có cả em Caramel đi cùng nữa, thực ra là cũng không có sợ cho lắm. Chia sẻ với các bác một chút là trên này là một cái một đồi bãi tham ma ở trên này các bác. Đêm tầm 1-2 giờ mà đi vào thì cảm giác như là rất là khó thở các bác, để gọi là tự an ủi các bạn thân của mình thôi. Cái công việc thiên nhiên thế này thì cũng rất là nhiều cô bác nói là vất vả đấy, nhưng mà để vất vả để mà đi giúp đỡ được bà con hay là giúp đỡ được những hoàn cảnh khác thì đối với bản thân cháu Lực thì không hề than vãn một chút nào cả. Được các bác yêu quý và ủng hộ thì dù có đường có khó như thế nào hay là có vất vả như thế nào thì cháu Lực sẽ vượt qua hết. Đó là một cái thử thách của cái bản thân, đó là một cái thử thách rất là lớn. Cây cây thì bị gãy là nằm ở giữa đường này mà. Cái phim này thì có vẻ là còn sẽ có thể là những cái âm thanh nó sẽ không có được chuẩn và cái hình ảnh nó sẽ không được sắc nét cho lắm đâu các bác. Bây giờ thì gần đến cái chỗ mà để gạch cầu, chỗ được sẽ để xe là ở tận trên này để cho nó ok hơn, không có đi xe xuống tận nơi nữa, đi bộ vào một đoạn. Thế bây giờ mà đi xe xuống thì có thể là có người đang ở đấy thì đang ra là người ta sẽ chạy mất. Đấy, bây giờ thì
anh em là sẽ để xe đây thôi. Đây, đây em cầm chìa khóa xe nhé. Cẩn thận nhé. Sơ đồng cách đi, sơ người. Còn là bát thôi, chắc là vừa rồi mình thợ lên cơm sao. Số mèo tí gì. Sao đang kiệt nhỉ? Thưa các bác, vừa rồi thì cháu được từ trên kia xuống thì cháu được không nói chuyện, sợ rằng là có thể là sẽ có ai đang ở đây thì chúng ta là nghe tiếng người là người ta chạy luôn. Thì nhà cứ âm thầm mà xuống. Bây giờ thì buổi chiều nay các bác này, buổi chiều nay thì mấy anh em thợ cũng đã chở đi gọi là được tầm độ 4.000 viên rồi. Hôm nay từ trên này ra đây mấy anh em thợ chắc là bao này trong trở xuống. Bốn bao này thì mấy anh em thợ là chở được độ tầm là 60 viên của bác ạ. Ở ra bên phía bên kia thì có hình như là có 2-3 ngôi nhà là ở bên kia của bác ạ. Xem đi qua đường xem là có gạch bị rớt ra không. Nếu mà bè cành bị rớt ra thì có thể là gạch đã bớt rồi này, có thể là bị ai trộm, nhưng mà đi thì không thấy gạch nào. Hôm qua thì mới là có hôm đầu thôi cô bác ạ, hôm đầu thôi, cho nên là ông với đại quân là sẽ hôm qua là ngủ lại tại cái túp lều này này. Túp lều này thì cũng được bác Thủy Tiên là bác ấy gửi cho cháu Lực để mà những lúc mà cháu Lực nhận được cái ngôi nhà nào hay là có công việc gì đấy thì có liều chạy để mà ngủ. Ngày mưa nhiều quá thì ra là không có đi vào trong ấy ngủ được các bác ạ. Như các bác có thể nhìn thấy là trong này các bác có nhiều nước quá, có nhiều nước ở trong kia quá thì ra là không có vào ngủ được. Nước nó bị giọt từ trên này vào thì các bác ạ, nước nó bị giọt từ trên này vào. Nhà của anh thợ là anh Phòng là ở ngay phải ra bên kia một tí thôi các bác ạ, nhà anh nhé. Nhưng một tí khi mà cháu được đi về các bác thì cháu được sẽ gọi anh thợ là anh sẽ đêm là anh ấy sẽ thỉnh thoảng là đi vào đây để mà xem gạch. Ý định ban đầu thì cháu được định là câu cái dây điện này xuống để mà lắp cam ở đây này các bác này. Đấy, nhưng mà do là cái cam nó không có
nó không có mạng wifi, nó không có mạng wifi này là không lắp được. Đây thì hôm nay là máy chở là không phải là một ngày chở đâu các bác nhá, mới chở được có vài chuyến thôi đấy, chở được hình như đâu đó là mỗi người là được 6-7 chuyến. Buổi sáng thì mấy anh em thợ là sửa, mấy anh em thợ là sửa đường, thì ra là buổi chiều thì mấy anh em thợ mới đi vào. Đêm mà không có ra xem thì chỉ sợ rằng là người ta để ý 2-3 đêm ấy, 2-3 hôm. Để ý 2-3 hôm này, nếu không có người ra thì người ta sẽ về lấy mấy gạch đấy, cái này thì để mà lấy. Để mà lấy nhiều thì người ta không có lấy nhiều đâu, người ta lấy độ tầm tầm 100 viên. Nếu mỗi nhà mà tầm lấy tầm 100 viên thì để mà làm xây cái bếp lò đấy các bác. Cái gạch đỏ thì rất là thích hợp xây với bếp lò. 100 viên tầm 10 nhà thì đi hết 1.000 viên rồi. Đấy, đến lúc mà mất nhiều quá thì ra là không có thì đủ mà làm nhà nữa. Thế bây giờ thì con đang không có mưa thì ở dưới đây thì cũng có một nhà dân ở dưới đây các bạn ạ. Cái nhà đi xuống, chó đang sủa vứt luôn. Bây giờ thì cứ ngồi đây một độ tầm 2-3 tiếng rồi thì sẽ đi về và để cho anh thợ là bây giờ cũng muộn quá rồi, không có dám gọi anh thợ ra nữa, anh thợ thì cũng còn là con nhỏ nữa, bây giờ gọi ra thì lại phá giấc ngủ của anh thợ, ngày mai anh sẽ không có thể mà làm mà được để mà làm được việc ấy. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, ở chỗ nhiều này thì là bây giờ ở trong cũng có nước nhiều quá cô bác, thì là cũng không có đi vào trong để mà nghỉ ngơi được. Ngày mai thì cho được xé sửa lại để mà làm sau vậy. Con gì đấy? Con ve. Con ve nó chui từ dưới đất lên này, nhưng mà nó bay đi rồi. Cái
Cái điều này thì cái chất che mưa của nó trên này có bác che mưa rất là tốt đấy. Nhưng mà hôm qua thì khi mà mấy anh em Quân cùng với lại ông ngủ đấy các bác, thì đến sáng hôm nay này, đến tầm buổi trưa mấy anh em đang vận chuyển vật liệu, thành ra là mới mưa, không kịp làm chỗ này nữa. Buổi trưa này thì chúng nó không có ở nhà, nó gà lại đi lên trên nhà của hai anh em là cùng với em Hải. Thế là mấy anh em thợ bảo là chở được là độ tầm hơn 1.000 viên rồi. Cái này thì bây giờ tổng tất cả là đang là 7.200 các bác. Nếu mà sau này mà khi mà dùng vận chuyển lên xuống dưới đấy là có là thiếu đấy thì cháu Đức sẽ lấy vào thêm. Bây giờ thì cho các bác là vật liệu thì cháu Đức sẽ là lấy hết để mà vào đây để cho nó gần đủ ra, rồi thì cháu Đức mới đi xuống dưới để cho mấy anh em thợ là làm sau vận chuyển vật liệu đã. Tại vì nếu mà bây giờ không có vận chuyển vật liệu đấy thì không gọi là mình vận chuyển bao nhiêu thì mình làm lấy nhiêu đấy, nhưng mà mình phải mất thời gian trong vật liệu này rất là nhiều. Đêm rồi thì trong vật liệu thì thứ nhất là mưa gió nữa, mùa này đang mùa mưa nữa, và thứ hai thì khi mà mình thiếu ngủ ấy thì sẽ giảm đến dần đến là sức khỏe giảm sút ra rất là nhiều. Này hiện tại là bây giờ đang còn ướt thì các bác này, hôm nay mưa cả ngày ấy. Mưa cả ngày là nó bị ướt thôi, nhìn gạch là rất là đẹp. Bây giờ mấy anh em thợ là vận chuyển hết cái chỗ đóng gạch như giá rồi thì cháu Đức sẽ lấy xi này với lại sắt này cộng thêm là một số vật liệu nữa để mà vào. Nó là đường dây điện, nếu mà kéo cho hai ông cháu kéo rất là xa các bác ạ, kéo tận ở dưới cột bên dưới đây đi này, đâu đó là độ tầm là 500-600 mét gì đấy, một cây là chưa đến đâu các bác. Mình kéo theo đường là đường thạc ấy, chứ không phải là kéo theo cái đường là xe máy của mình đi. Nhưng mà kéo theo đường xe máy đi thì đâu đó là tầm độ là tầm một cây gì đấy, xe máy nó vòng vèo ấy. Nếu mà bị mất là sợ rằng là cái chỗ đằng sau này không lắm. Chỗ đằng sau này thì nó hay bị mất đi này. Hay bị mất đi. Đây ở đây thì hiện tại là có mấy cây ngô với lại thêm là bụi cỏ nữa thì là khi mà đổ này, đổ gạch nó lại bị lấp. Hôm nọ thì cháu được cùng đá xin cái cô mà có đất ở đây này các bác này. Tôi sẽ nhắn đi cho tin cho anh thợ là anh Phòng ra bên này là thỉnh thoảng là ra đây ngó một chút. Trưa nay thì mưa rất là lớn các bác này, mưa lớn đến nỗi mà đây là bị xói mòn này. Thì ra là mấy anh thợ là không có vận chuyển được đấy. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi các bác. Bây giờ thì 2:00 giờ là 25 phút rồi. Vừa rồi cháu Lực sang thì là 10 giờ. Cũng ở đây được gần là độ 2 tiếng rồi. Thế có lẽ là bây giờ cháu Lực cũng sẽ là di chuyển tiếp tục là đi về nhà để ngày mai đi ngủ một giấc, xong là ngày mai lại tiếp tục là xuống đây sớm để xem là mấy anh em thợ là vận chuyển vật liệu đấy. Ra đây ngó qua một chút thôi, sợ rằng là không ngó là có thể là người ta dò ngó đâu bác, rồi chấn cũng chia sẻ. Đây nếu mà ở gần sao lại có một viên gạch rơi đây nhỉ? Nào, viên gạch rơi đấy. Nên là có phải trộm không ấy. Có thể là viên gạch này là chắc là do là hôm qua khi mà chở vật liệu xuống nước bắc là nó bị rơi.
việc này vừa rồi thì có thể là hôm qua là anh thợ là anh vận chuyển vật liệu đấy các bác là trở xuống là rơi thôi. Ngày này thì chỉ sợ là người ta lấy đi làm mà máng lợn hay là lấy đi làm mà đi làm cái bếp lò đấy không ấy, cái bếp lò gạch này thì gạch nếu mà để mà làm cái bếp lò ấy thì là nó không bao giờ nó bị nứt cả, nung trong nhiệt độ cao không bao giờ bị nứt cả. Như kiểu là ban ngày xuống thì nó lại một cái con đường khác, mà đêm về thì đêm xuống lại một con đường khác các bác. Hết pin rồi, thay pin mới đi. Hết pin ra tối o luôn. Đèn này thì là mỗi cục pin là nó chỉ được tầm đó là 30 phút thôi các bác ạ. Có hai cục thành ra là khi mà mấy anh em đang ngồi ở đấy là phải tắt đi ấy, chứ bật suốt là pin nó cũng không có đủ đâu. Ra đây mà xe mất cái gì? Nó nở không? Khó. Ra đây mà không nhìn thấy xe ấy là trong rừng thì có nghe tiếng run kêu này, dễ kêu này. Muộn quá thì gần là 00:29 rồi, giờ lúc xé di chuyển thật đi về thôi các bác. Thức phim này thì cũng không có gì đâu các bác ạ, gọi là đi thì ghi hình lại cho các bác cùng biết để mà tránh trường hợp là khi mà gạch bị mất ấy. Có một số các bác nói rằng là chúng tôi không có trách nhiệm gì về gạch cả, lấy ở đấy mất thì mất mà không mất thì thôi. Thật sự ra để mà kêu gọi được 5-10 nghìn thì nó cũng là điều rất là khó khăn, thậm chí là những con số mà gửi cho hai ông cháu thì rất là lớn. Đấy. Bây giờ thì hiện tại là được 2 triệu người thí là giúp đỡ cho hai ông cháu một khoản kinh phí cũng rất là lớn, cho nên là cháu được không thể làm sao mà không thể làm mà phụ lòng các cô các bác, các cô chú các anh chị ở trên Khanh được. Cái đó là cả một cái sự yêu quý, cả một cái sự mà tin tưởng của các bác là mới dành tặng cho, để mà cái đồng tiền để kiếm rất là khó. Hiện tại thì cái phần kinh phí của hai cháu thì không có đủ, chưa có đủ đâu các bác, thì cháu được rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác là gửi tặng tới cho sự đồng hành và sự trợ duyên của các bác để mà hoàn thiện cái ngôi nhà hai ông cháu của bác nhé. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác.